Chào mừng mọi người đến với LnP channel. Bắt đầu từ hôm nay thì cua sẽ có một vài cái cập nhật về cái quy tắc liên thông của máy chủ. Và hôm nay vào ngày 2 tháng 3 2024, thật ra cái này là cái thông báo cũ của cái trang chủ của VNG anh em, mà mình vô mình chỉnh sửa lại cái chỗ này nè để cho có một cái intro cho nhìn dễ thôi, chứ thật ra là kiếm cái này không ra đâu nha. Cái này thì anh em có thể lên trên trang chủ, lên trên trang chủ nè, xong rồi cái anh em mà gõ cái chỗ mà liên thông, thấy không? Liên thông thì nó có cái bài viết cũ, có cái bài viết cũ này nè, thấy không? Rồi liên thông với chủ nè, đó là cái này là ngày 5 tháng 12, thấy không? Tại vì cua làm IT mà, cua biết một vài thủ thuật nhi nhẹ để đánh lừa thực giác anh em, sửa cái này lại để cho có cái intro này. Ok, và bắt đầu từ video này thì nếu như mà có một cái cập nhật mà liên thông các máy chủ thì cô sẽ làm video thông báo cho anh em để xem những server nào chúng ta sẽ được may mắn sẽ là server được gặp lại, được giao lưu kết hợp với nhau, đúng không? Thông báo cho anh em để xem anh em có là một cái server may mắn khi mà sẽ có những người đồng hành khác hay không. Rồi, ok, bây giờ chúng ta hãy cùng xem vào ngày 2 tháng 3 2024 của chúng ta sẽ có những cặp server nào được gặp nhau, được gặp lại với nhau. Hiện tại cô có bán thẻ zin chiết khấu nhanh chậm, bán kim long, úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cô, Zalo Son Goku 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi, ok, cặp máy chủ đầu tiên của chúng ta đó chính là S12 địa kiếm và S14 nguyệt kiếm. Một cái cặp máy chủ 1X đầu tiên đã được gặp trong ngày 2 tháng 3 2024 của chúng ta. Và trong cái video này mình cũng nhân đây cũng nhờ anh em chút xíu, những anh em nào bắt đầu từ video này nha, nếu như mà anh em có nhận được một cái thư thông báo liên thông máy chủ á, thì phiền anh em nhắn tin vào Zalo của cô, Zalo Son Goku 0946 496 490 để cô có thêm những cái tư liệu để cô có thể là chia sẻ làm một cái video trong một cái thời gian nào đó nó sẽ được gộp server đồ này nọ cái kiểu, đúng không? Cái thư này là mình nhận lúc là 1 tháng 3 là hôm qua vào lúc 23 giờ, vào lúc 23. Cái này thực sự là nó cũng có một cái sự để ý của VNG rất là hay luôn. Cảm ơn VNG đã có được một trong những cái thông tin để cho VNG biết được cái server này và một cái server nào đó trong cụm nó cũng đang cái quá trình là nó đi xuống, đúng không? Cần gặp server lại để cho các cao thủ của các server đó có thể gặp nhau để có thể giao lưu với nhau, và có thể là nhiều server họ không còn động lực để chơi á, nên là các anh top, các đại gia họ không còn nạp nhiều á anh em, nên là để anh em có sân chơi thì VNG họ sẽ gộp lại rất là hay luôn, phải nói là rất là hay. Nên là nhờ cái việc đó là cô sẽ làm video để thông báo coi cái server nào nó sẽ gộp lại với nhau. Tại vì khi mà chúng ta gộp server, VNG sẽ không có làm một cái bài viết để gộp server đâu này nọ đâu, tại vì anh em chửi VNG nhiều quá. Mà cái này thì cô nghĩ là không nên chửi anh em, tại vì để gặp server thì cần phải tính toán rất là nhiều. Thứ nhất là để coi coi hai cái server đó nó có cùng một cái trục thời gian để mở ra hay không. Ví dụ nha, một cái server mà một ngày mở cấp, đúng không? Và một server 10 ngày sau mới mở cấp mà nó gộp lại với nhau thì cái server 10 ngày sau mở cấp họ sẽ rất là thọt cực kỳ luôn. Nên là cái việc mà gộp server nó là một cái rất là khó. Đó, vì vậy là có gộp server thì hên thì mình mừng, không gặp server thì cái đó là mình chịu thôi. Nên là anh em đừng có chửi, đừng có nhắn tin chửi gì cả, thấy không? Tại vì cái đó là cần phải có theo cái nghiệp vụ của người ta, cần phải có một cái nghiên cứu rõ ràng, cái thông tin rõ ràng, chứ không phải là muốn gặp là gặp đâu anh em. Tại vì cái dữ liệu của các nhân vật của anh em bỏ tiền rất là nhiều mà sai một chút xíu thôi là mất đồ của anh em, là chắc chắn là sẽ bị thiệt hại rất là dữ dội. Nên là anh em phải theo dạng mà anh em đừng có quá toxic nha anh em. Nếu hên thì anh em được gặp server, được gặp thêm những người ở server khác mình quýnh lộn cho sướng. Còn nếu không được gặp server thì thôi mình đợi đợt khác, và đợi trong những cái video của cô nếu như có gặp server nào cô sẽ thông báo cho anh em. Và thêm một lần nữa chúc mừng server S12 đã gặp với server S14. Và đây là bảng xếp hạng của server S12. Bây giờ mình gọi là server S12 luôn ha, tại vì 12 gặp với 14 rồi, mình lấy cái số ở trên đi. Server 12 của chúng ta thì bây giờ là đã có rất là nhiều cao thủ 3 triệu, 2 triệu dữ dội quá trời quá đất luôn anh em. Phải chi gặp sớm xíu là server S12 này đi vô cái ban hội trên đợt chiến là dữ dội luôn. Cô là có một thời gian cô bán kim long ở bên S12 quá trời luôn á. Bây giờ hy vọng đi, hy vọng gặp nhiều để có khách hoàn trả bên F12 nữa, trời ngon lành đúng không? Rồi tiếp theo đó chính là cặp máy chủ server S106 Ngũ Hành Kiếm, ô tên đẹp quá nhỉ, và server S110 Cũ U Kiếm. Chúng ta cũng ở bên server S106 với lại 110, chúng ta cũng đã có thêm bạn bè rồi đó anh em, chuẩn bị là quýnh lộn quýnh lạo cái kiểu vui lắm nha. Và đây là danh sách của các cao thủ có mặt ở trong server của chúng ta. Có cao thủ Black Bean là top 1 nè. Top 1 cách top 2 là 400k tài phú. Dữ dội, dữ dội. Này chắc chắn là sẽ rất là vui luôn anh em. Rất là vui luôn nha. Để vài bữa nữa qua bên đây nạp hoàn trả. Bên đây kiếm kèo, bán kim long các kiểu. Rồi cặp máy chủ tiếp theo là 12x với lại 13x anh em. S128 Băng Mãn Kiếm sẽ gặp với S132 Ngư Trường. Ôi vãi nồi, 132 của Hạng Vũ Tính với lại Cáo Phó. Ông Cáo Phó mình nghe đồn là, không phải nghe đồn mà nghe chính xác luôn, là ông không có đầu tư nữa, đợi gặp server mới đầu tư. Ôi đợi gặp server mới đầu tư, vãi cái nồi luôn, kiểu này là vui nha anh em. Bây giờ là 132, anh em cũng biết là nếu như mà xem video nhiều của anh em cũng biết á, là 132 là có anh Cáo Phó với lại là anh Hoàng Vũ Tính, hai cao thủ này là top 1 top 2 so kìa, rất là dữ dội về cái mặt tài phú. Và ở trong cụm của 132 có anh Liu Kai 135 nè, có anh Cáo Phó nè, có anh Ngày Ấy Là Ai nè, có anh Hoàng Vũ Tính nè. Ngon lành vãi cái nồi luôn. S132 ơi, kiểu này chắc mình phải xâm nhập vô đây nạp hoàn trả cái kèo con là điệu quá, ngon lành ngon lành. Đây, và chúng ta cũng đang nhìn thấy đó chính là các cao thủ ở máy chủ 128, bây giờ là mình gọi là như vậy đi ha anh em. Chúng ta sẽ thấy là anh Hoài Vũ Tính nè, top 1 nè, 2 triệu tư. Hoàng Thiên Đế 2 triệu tư. Cáo phó bây giờ là ít đầu tư rồi, đang đợi gặp server à. Mà anh Cáo Phó này ảnh chịu nạp lắm, tại mình cũng chơi cầm này nên mình biết. Đó là bây giờ là chắc chắn là S132, S128 sẽ rất là sôi động. Và chúng ta cũng thấy được S128 cũng có top rất là dữ dội là anh Hoàng Thiên Đế đúng không? Vậy là nếu như mà may mắn mà gặp chung với lại cụm của 135 trở về sau nữa, là ví dụ 128 này, 133 nè, 135 nè, tại vì các server này đều có cao thủ hết. Nên là chắc chắn là sẽ chết va nhau dữ dội lắm đúng không? Ngon lành, ngon lành. Rồi ở trong cụm 13x này lại có thêm một tin vui nữa là 137 sẽ gặp với 141. Server 137 là một trong những cái cụm server chung với lại cái server 132, 133, 135 luôn anh em. Bây giờ gặp với lại 141 là chúng ta sẽ có được một cái cụm liên server nó cực kỳ hay luôn. Là từ 128 đã có cao thủ rồi đúng không? Bây giờ là 141 cũng có một cao thủ luôn, rất là khủng khiếp. Ở server S141 thì có cao thủ là Nhất Diệp Chỉ Thu. Mình theo như mà cái thông tin mà được chia sẻ lại là tại vì chưa gặp server nên là ổng không thèm đầu tư nữa. Bây giờ gặp server thì chắc chắn đây sẽ là một trong những cao thủ rất là dữ dội. Và đi chung đó sẽ có những cao thủ ở bên server F137 cũng sẽ giao lưu với chúng ta trong cụm này. Nói chung là cái server F141 á, mình thấy là anh Nhất Diệp Chi Thu nè, ảnh sẽ có cái sự đầu tư rất là khủng khiếp ở những cái giai đoạn trước á. Mà chắc tại vì là server S141 lúc mà trước khi gặp server á thì không có được cạnh tranh nhiều, nên là theo thông tin của mình được biết là anh ấy không còn đầu tư nữa. Mà bây giờ nếu như mà gặp lại rồi thì chắc chắn đầu tư sẽ rất là đáng luôn, tại vì 128 đã có cao thủ nè đúng không? Rồi 132 có hai cầu thủ đó, rất là khủng khiếp. 133 là có cầu thủ Ngày Ấy Là Ai, và 135 là có anh Liu Sky, rất là mạnh luôn đó. 136 cũng có cầu thủ luôn, 136 vừa gặp lại với 138 đó. Rồi bây giờ là 137 gặp với lại server S141. Vậy là bây giờ là cái cụm này là một trong những cái cụm mà toàn đại gia sẽ đấu với nhau, rất là hấp dẫn luôn, cực kỳ hấp dẫn luôn anh em, quá đã ngon lành cành đào luôn á. Rồi nên là xin chúc mừng server S137 và server S141 đã có cơ hội gặp nhau, quá dữ dội. Server tiếp theo cũng là một cái cụm 13x luôn anh em. Cái lần này cô thấy là cụm 13x là hơi bị long chanh cọp đấu nha, đúng không? Gồng chanh cọp đấu anh em, cực kỳ dữ dội. 139 sẽ gặp với 142. Có lẽ nào 142 cũng sẽ kéo đến cái cụm 13x của chúng ta đấm nhau không mà ta? Khả năng là như vậy anh em. Mình đang rất là hy vọng nha, là 128 đến 141 sẽ chung một cụm server đấu nhau mới khủng. Tại vì sao? Ở cái cụm này có một ban hội vô địch, ban hội tranh đoạt chiến, đó chính là Khai Phong server F135. Anh em hãy gộp lại đi, đấm Khai Phong sắp mặt luôn anh em, đấm đi, đấm đã lắm. Khai Phong là dứt hết anh em, cái bàn nó khủng lắm anh em, nên là cứ gộp lại vuốt nó. Rồi, và đây là cái bảng xếp hạng tài phú ở cái server mới của chúng ta, đó chính là server S139. Đang có các cầu thủ rất là dữ dội như là Oxy, Dương Bách Phong, Bạch Dương, Lạ Bố. Ôi Lạ Bố quen, ông này quen ông quen của tôi. Đó, các cầu thủ của chúng ta bây giờ là chuyển qua bá đao hết anh em, bá đao truyền kỳ. Và một lần nữa xin chúc mừng N139 và là N142 nha anh em. Và chúng ta sẽ cùng qua cụm 14X. 14X là gồm có server S143 Sương Hồn Kiếm sẽ gộp với lại server S147 Thu Ly Kiếm. Hai server này mình cũng quen biết khá là nhiều anh em, cũng có bà con bà ký ở trong này, ngon lành ha. Chúc mừng server F143 với lại server F147 đã có được một cái sự giao lưu với anh em với nhau, đúng không? Nên là đấm nhau sắp mặt luôn, ngon lành. Rồi, và đây là những cụm cán ở bên server S143, và gọi như vậy đi ha anh em, tại vì họ cũng đã gặp server lại với nhau rồi. Đây là bảng xếp hạng của server F143, có rất là nhiều cao thủ, ngon lành. Chúc mừng anh em nha, có thêm cái chỗ để cho chúng ta thứ nhất là đấm nhau, đúng không, đỡ nản, ngon lành luôn, ngon lành luôn. Và cặp máy chủ được liên thông tiếp theo đó chính là server S144 Côn Bằng Kiếm sẽ gặp với lại server S148 Lăng Hư Kiếm. Trong cái video này cô chỉ nhận được thông tin của các anh em gửi về cho cô, tại vì anh em cũng những cái server mà nãy giờ cô đọc cho anh em á, là cô có quen những anh em cầu thủ ở bên server, các server này, và họ được gặp server. Cũng cảm ơn anh em cũng đã có cho cô các thông tin gặp server để cô có thể là thông báo, là một video thông báo để chúc mừng các anh em và cho những anh em khác. Có nhiều người họ cũng xem video của cô nhưng mà họ chưa vào game, họ cũng sẽ biết được là server này có gặp server, cái cụm của mình có nhân vật mới cái kiểu như vậy họ sẽ vui hơn, đúng không? Và trong lúc này thì mình thêm lần nữa mình sẽ nhờ anh em, nếu như mà máy chủ của anh em có được cái thư thông báo liên thông máy chủ, nhớ nha, thông báo liên thông máy chủ, thì khi mà có cái thư này thì anh em nhanh chóng nhắn tin vào Zalo cho cô, Zalo Son Goku 0946496490 để cô có thêm thông tin, để cô chia sẻ cho những anh em ở trong cụm, đặc biệt là những anh em ở trong server của anh em trước, là anh em sẽ đối đầu với một thế lực ở server khác và ở trong cụm đó sẽ có một thế lực mới. Tại vì anh em cũng biết là, ví dụ ở cái cụm 144 này đi, mình đang nói ví dụ nha, thì bình thường là 141 đến 150 đây, ví dụ vậy, đúng không? Thì họ chung một cụm, rồi sau khi mà gặp server thì có thể cái cụm của họ sẽ kéo đến những cái server trước đó, hoặc là sẽ chung với những server sau đó, nên là chúng ta sẽ có thêm những cái lực lượng của các server khác nữa mà trước đó cái cụm server của chúng ta chưa gặp họ. Cái lý do mà cô làm video này chủ yếu là để cho những anh em ở trong server của nào đó được gặp server thì anh em có thêm một cái hứng thú để cho anh em chơi game, hoặc là ở trong cái cụm của anh em có được thêm cái hứng thú khi mà biết được thêm những cái cao thủ khác họ cũng sẽ gặp server lại với nhau để cho có hứng chơi, đúng không? Và anh em nào mà không được, server nào mà chưa được gặp thì anh em cũng đừng lo, từ từ đi sẽ được gặp. Chúng ta cứ thoải mái chơi, dưỡng lực để không thôi là cho anh em mà nghỉ hết trơn rồi, xong rồi cái tự nhiên lúc mà anh em nghỉ nó gặp server thì nó cũng tiếc lắm, đúng không? Và đặc biệt là server anh em mà không được gặp thì anh em đừng chửi nha anh em, từ từ gặp nên đợi thôi. Và đây là danh sách của các cao thủ ở trong server S144 và 148. Bây giờ gặp lại là S144 đi ha. Cái cao thủ của chúng ta lên được 1,9 triệu tài phú à, 1,9 triệu tài phú cũng mới mở luôn rồi, mới mở cấp luôn rồi. Có thêm nhân lực, có thêm đối thủ nữa, trời bạo quá đã luôn anh em. Và ok, xong rồi. Thì xin chúc mừng các server đã có cơ hội gặp nhau từ server S12, S14 nè, 106, 108 đúng không? Rồi 128, 132, 137, 141, 139, 142. Thực sự là cái cụm 128 cô đang rất là mong chờ. Cái cụm 128 đến 142 sẽ chung một cụm liên server để nó đấm nhau rất là ghê. Tại vì 128 có cao thủ nè, 132 có cao thủ nè, 133 có cao thủ nè, 135 có cao thủ nè, 134 có cao thủ luôn, 136 có cao thủ luôn, rồi 141 có cao thủ luôn. Các server đó gặp lại với nhau đánh nó mới sướng anh em. Thật sự là cái cụm đó là một cái cụm mà đang khá là hot trong cái thời điểm hiện tại mà nhiều anh em không để ý đâu. Tại vì cô chơi cái cụm đó cô cũng biết được chút xíu. Chúc mừng là 143 gặp với lại 147, 139 gặp 142 và 144 gặp với lại 148. Cô chỉ mới có biết bao nhiêu đó server được gặp lại với nhau thôi. Tại vì thông tin chỉ có biết nhiêu đó thôi anh em. Còn chắc chắn là sẽ có những cái server khác cũng được gặp trong cái ngày hôm nay luôn. Nhưng mà cô chưa nhận được thông tin từ anh em, nên là anh em thông cảm nha. Mình chỉ thông báo nhiêu đây thôi. Và đừng quên hiện tại cô đang làm dịch vụ treo ạt, biêu ạt, nạp chiết khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp hoàn trả. Lưu ý là những anh em nạp hoàn trả sẽ được mua kim long giá ưu đãi so với server, nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Son Goku 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LnP của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cô cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cô với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LnP và ủng hộ cô để cô có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.